người phụ nữ bị phạt khi đi xe đạp vì vi phạm nồng độ cồn. Điều khiển xe đạp vi phạm nồng độ cồn, một người phụ nữ bị xử phạt hành chính. Ngày 29 tháng 3, Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết lực lượng cảnh sát giao thông của huyện vừa lập biên bản vi phạm nồng độ cồn đối với người đi xe đạp. Theo đó, vào sáng cùng ngày, tại số 8 đường 20-11, thị trấn Yên Châu, tỉnh Sơn La, lực lượng cảnh sát giao thông, CSGT, Công an huyện Yên Châu tiến hành kiểm tra nồng độ cồn các phương tiện tham gia giao thông. Qua gần 60 lượt kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đáng chú ý, trường hợp bà LTN, sinh năm 1976, trú xã Viêng Lán, huyện Yên Châu, điều khiển xe đạp bị lực lượng chức năng phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,073mg trên 1 lít khí thở. Trình bày với lực lượng cảnh sát giao thông, bà LTN cho biết gia đình làm nghề nấu rượu nên trước khi giao hàng cho khách, bà N thường uống thử kiểm tra nồng độ rượu. Người phụ nữ này cũng cho rằng đi xe đạp thì sẽ không bị cấm sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, bà LTN vui vẻ chấp hành ký vào biên bản vi phạm và cam kết sẽ không tái phạm. Được biết, theo Nghị định 100 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, thay thế Nghị định 46 năm 2016. Trong đó có quy định mức phạt đối với người đi xe đạp điện vi phạm nồng độ cồn. Với mức phạt 80.000 đến 100.000 đồng khi lái xe có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg, 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg, 1 lít khí thở. Phạt từ 200.000 đến 300.000 đồng khi người đi xe đạp điện, có nồng độ cồn, vượt quá 50-80mg, 100ml máu hoặc vượt quá 0,25 đến 0,4mg, 1 lít khí thở. Phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, vượt quá 80mg, 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg, 1 lít khí thở.